Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một acc demo, một acc mà rất là nhiều anh em nói là một acc rất là ổn định trong tất cả các hoạt động đúng không? BK, BK tổng, rồi sân boss đồ này nọ các kiểu. Má ơi, chưa gì hết là chúng ta muốn lên đường rồi. Trời ơi, nó giật kìa má ơi. Căng thẳng thế anh trai ơi, thật sự là Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile là một game rất là hay. Nó tái hiện lại cái game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 trên PC rất là hay luôn. Nhưng mà có điều là hiện tại là nó lót hình ảnh thì mình cảm giác là nó vẫn chưa có hay lắm. Hy vọng là trong tương lai á, trong tương lai thì game của chúng ta có thể là lót hình ảnh, lót hết tất cả mọi người luôn. Nếu như cái điện thoại nào của anh em mà cấu hình cao á, lót hết tất cả mọi người để cho dễ dàng chúng ta có thể là thấy người nào đánh chúng ta đồ này nọ, chứ không thôi là chúng ta chưa thấy người nào đánh chúng ta đã chết rồi. Nó rất là bất lợi cái chỗ đó. Rồi, hiện tại chúng ta vẫn chưa giết được ai luôn kìa anh em ơi. Có một anh tiêu dao nào đó, trời, anh đúng như một cái máy điện luôn. Chúng ta vẫn chưa có khả năng mà giết người chơi luôn, rất là nguy hiểm. Loạn lưng liên tục luôn. What? Loạn liên tục luôn mọi người, quá ghê. Ôi nguy hiểm quá. Mình cố gắng là mình chỉ cần là chơi cái chiêu bảo vũ lê qua ra là được. Ra cái chiêu bảo vũ được, cái chiêu số 3 nè, bảo vũ lê qua nè, chơi cái chiêu đó được một cái là mình có khả năng mình giết được người. Chơi chiêu đó là thấy là có khả năng là giết được người. Mình không có chơi smart BK nên là mình BK hay gà, anh em thông cảm nha. Ôi bơ máu không lên luôn, phải trưởng. Không, ạc này đấu chung team em đâu. Ạc này của anh top 1 à. Anh top 1 có team riêng mà. Trời ơi, ga bị loạn điên luôn kìa anh em. Khó chịu thật sự luôn. Ui 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 ui. Phải trưởng. Ô ô ô. Chết cũng lôi được mớ người á. Anh em thấy không, khi mà chơi được chiêu 3 cái là được tay cao tí là đánh ghê lắm thật sự luôn á. Trời, mấy ông sẽ bắt BK ông đánh xa kinh khủng luôn rồi anh em. Má ơi, khổ thật sự luôn, mình bơm máu rồi, dở vải trưởng luôn á. Mày hả bởi, giết người luôn. Chơi mình BK hay gà nha anh em thông cảm giúp mình cái. Ưu tiên người chơi mà cảm giác là còn hơi cùi tí á anh em ạ. Anh chủ vương, kiểu này là ông biết mình hay sao á, ông canh mình giết hoành luôn á. Đó, đẻ cái bảo vũ ra cái là đẹp. Giết ít nhất cũng bốc mạng đúng không, nhiều nhất là không biết nhưng mà chưa thấy là chưa giết được người. Để chiêu này ra vẫn giết được người thôi. Để bơm ra cái cho mấy ông nào nhào lên thì mấy ông đập bơm mình chết. Không, mình cứ quăng như vậy thôi. Ôi nguy hiểm. Không, team em không ai tìm bơm, tìm music Blue Music mắm mèo. Ôi ông Thiên Nhẫn nè, căng nha. Hiện tại chúng ta đang hàng nhì, Thiên Nhẫn bên kia rất là nhiều luôn á anh em. Hàng này nếu như mà lên tuyệt kỹ nữa là hàng này châu lắm. Đừng môn lên tuyệt kỹ là châu kinh luôn. Rất là châu luôn á. Đam đã to rồi, bây giờ chỉ cần thủ một miếng thôi. Rất là đã luôn. Khá bên chùa. Mình chỉ tán vài cái thôi, mình tán vài cái là mình chơi chiêu 3 là thấy có mạng rồi đó. Tại vì đối phương mà bị rút độc một cái là khả năng mình sẽ chơi được cái chiêu nhiếp hồn mực ảnh, giật đam để giết người ghê lắm. Lực tay to một cái nữa là sướng lắm. Đường môn chỉ cần vậy thôi. Ôi 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 ôi, ôi, ôi nguy hiểm. Hồi máu quá trời quá đất luôn. Có một anh thiếu lâm luôn. Cả bên chùa Thiên Nhẫn. Bên kia mấy con Thiên Nhẫn cũng nhiều phết luôn anh em. Mình bị lộn điên luôn. Đúng rồi, mình không chơi smart BK, tầm nhìn bị hạn chế nên là mình phải đánh theo dạng này. Khó chịu như vậy anh em à.
Bây giờ anh em thông cảm nha, nếu anh em thấy thằng cua làm clip mà đánh có vài chục người yếu xìu, cũng bắp cũng lại là làm clip. Đúng rồi, tôi đánh bằng tay nữa, nên là anh em thông cảm giúp tôi. Càng phết anh em ạ. Hello tất cả mọi người nha. Đấm nó cứ có chỗ là chúng ta cứ chơi chiêu liên tục là được. Đẻ bơm ra. Đường môn anh em thường lười đẻ bơm lắm. Thấy đánh xa thường lười đẻ bơm lắm. Nhưng mà thật ra cái bơm của đường môn nó sướng lắm. Nó mạnh lắm. Ô có người nè, có con ôi có anh nghe mày. Ôi ôi chết tôi, chết 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 chết. Ô chết 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 chết. Ôi hết 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 chiêu hết chiêu. Má hết má. Hello anh em nha, mọi người xem cho cô xin một like với nha anh em. Một like đối với cô nó rất là quan trọng đối với kênh MB của mình luôn. Giúp cho kênh của mình nó được đầy sức lên lại. Với lại anh em nhận được thông báo á, anh em kiểm tra cái chuông á, coi dạo gần đây thì nhiều anh em bị mất cái chuông đó. Nó tự động tắt cái chuông của mình á. Nên là anh em kiểm tra lại giúp cô nha. Chứ cô ngày nào cô cũng ra clip anh em. Cô ra clip Võ Lâm Mobile, Võ Lâm 1. Nếu không thì cô livestream game Liên Quân. Anh em nào thích game nào thì anh em cứ đăng ký kênh, like, share đồ này nọ. Nếu anh em nào mà yêu quý mình thì share càng tốt. Anh em nào ngại share thì anh em có thể là anh em like thôi. Like thôi, nhấn vô chuông đồ này nọ. Thiên nhẫn nó nhiều quá. Có ông thiên nhẫn thứ dữ nè. Bên S2 nè. Ông thả mình mấy cái muốn chết nè. Bị loạn khó chịu thật sự luôn á. 4k hơn anh chủ vương này. Bên kia nó hơn mình điểm này. Bây giờ cẩn thận nha, cẩn thận. Mình không được là chết, mình mà chết là mình sẽ gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Giờ bên đây có anh chủ vương nè. Giờ anh chủ vương anh chết là mình sẽ rất là khỏe. Anh chủ vương anh không chết mà mình bị loạn như cái máy luôn anh em à. Mình bị loạn như cái máy luôn. Má ơi, loạn như điên luôn á. Rồi giết được anh chủ vương này. Lên điểm, lên điểm. Rất là nguy hiểm luôn. Ôi, ôi. Loạn nhiều quá. Má ơi, thiên nhẫn đâu nhiều vậy ông nội. Ôi hết thằng này loạn đó, thằng kia loạn nè. Khổ thật sự luôn á. Ôi không làm được gì luôn, mánh lộn hoài luôn á. Thêm tiêu dao ghẻ, mấy tiêu dao ghẻ thiệt luôn á, tiêu dao ghẻ này. Ăn ôi khá bánh chùa ăn luôn, chủ vương ăn luôn. Má ơi, bên kia nó ăn rồi. Khó rồi anh em à. Khó rồi. Khó cho chúng ta. Bên kia 24k luôn rồi. Mình phải cách biệt với lại anh top bên kia rồi. Lâm ơi mình rất hay như vậy. Ở bên kia thiên nhẫn không sợ thực sự luôn á. Không chịu phải nồi. Trời choáng nữa kìa. Má ơi kinh. Kinh quá mấy anh trai ơi. Bình tĩnh nào. Mày chết mày. Mày sống à. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Hơn mình 1k mấy luôn rồi kìa. Mình né được kill của thiên nhẫn là mình sẽ spam kill liên tục được. Đánh thường của mình nó được cộng thêm cái thằng độc sát đồ này nọ, xoáy nó sướng lắm.
Ồ, bị choáng là kìa anh em. Anh chủ vương ảnh di chuyển lẹ kinh luôn á ta. Trời, mình chưa chơi chiêu được số 3 nữa hả? Chơi chiêu kia được chưa được. Ôi, ở đâu vậy ông nội? Phải nội. Rồi kia 27 luôn rồi. Căng thế nhờ. Ê ơi, không có tầm nhìn, mình đánh hạn chế ghê luôn á anh em. Hai ông thiên nhẫn khó chịu vãi. Cái này mình ưu tiên người chơi mà cũng đánh vô quái nữa nha, hơi bị cay đấy. Cay thật đấy. Trời ơi, bị loạn nữa cả. Chán như điên luôn anh em, quá sợ thiệt. Bên kia thiên nhẫn ghê quá. Em theo một quỷ tiêu dao đứng từ xa nó bắn vô nữa. Choáng, cùng lông choáng đồ này nọ. Hết loạn không nó mất hết mười mấy giây của mình này, khổ thiệt. Khổ ghê luôn á. Ai da, loạn nữa kìa. Trời ơi, bãi trưởng. Thà loạn đi đừng có choáng. Choáng mình dễ toan lắm. Choáng nó không có hồi máu được. Loạn thì khả năng mình hồi máu được. Hết rồi. Trời ơi, đi đánh quái. Ông nội ơi, người không đi đánh đi đánh quái. Rồi thua rồi, gấp thằng hai vậy. Buồn ghê anh em. Bên kia nè, cầm tay nè. Cầm tay nè. Cầm tay. Đó, mấy ông thứ dữ thôi. Sợ thật. Ờ đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.